dài tay xa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tấm thân con giờ đành hiến dâng, hiến dâng Chúa ơi. Con vui say đáp tình Ngài, bước theo Ngài muôn lối. Tâm tư con dâng tròn niềm, dù khổ đau đen tối. Con xin dâng mối tình này để biết yêu nhiều hơn. Con đi giao chính lời Ngài, làm nhân chứng phúc ông. Này con xin đến, lạy Chúa. Này con xin đến để thi hành thánh ý Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tay xoa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tấm thân con giờ đây hiến dâng, hiến dâng Chúa ơi. Yêu thương con đã ngàn đời, Chúa đã tròn gọi con. Tôi thân con trong tình Ngài, nâng đỡ con đi tới. Luôn trong coi bước đường đời, xin giữ trong tình yêu. Xin cho con đáp tình Ngài, đời con mãi tin Chúa. Thân con giờ đây hiến dâng, hiến dâng Chúa ơi. Cho con luôn sống hiền hòa, biết đem niềm vui đến. Cho con biết quên đời mình để hiến thân vì yêu. Xin cho con chết một đời nên lễ dâng toàn thiêu. Xin cho con vững một niềm, lòng mãi mãi mến tin. Này con xin đến, lạy Chúa. Này con xin đến để thi hành thánh nghi Chúa. Lưỡi môi con xin Ngài tay xoa, bước con đi xin Ngài dẫn lối. Tấm thân con giờ đây hiến dâng, hiến dâng Chúa ơi. Tràn đầy bước chân vào đời chứng nhân tin mừng, người cha biết con yêu đuôi. Xin cho con niềm phó thác và lòng trong cây. Con không cô đơn khi người đời xa tránh cười chê con. Con không bơ vơ giữa trần gian mây mù phù ngập. Con luôn an tâm vì biết rằng cha vẫn ở bên con. Cho con sinh ra, cho con sinh ra, rồi cha khẽ gọi con đi. Dù đau hiểu con không thể hiểu thấu yêu sâu sự gì.
và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Người cha biết con yêu đuôi, xin cho con niềm phó thác và lòng trong cây. Đêm đen âm u hay ngày dài hoang vắng buồn xa xôi, đông qua xuân sang dấu hè hay thu buồn vào cuộc đời, con luôn an vui vì biết rằng cha sẽ ủi an con. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Người cha biết con yêu đuôi, xin cho con niềm phó thác và lòng trong cây. Cho con thương đau hay buồn phiền cay đắng ở bên con, cho bao gian truân dấu cuồng phong sáng đầy nẻo đường đời, con không âu lo vì Chúa là chính suối nguồn yêu thương. Cho con sinh ra trong gian dài rồi cha khẽ gọi con đi, dù đau đớn con không thể hiểu thấu yêu dấu sự gì. Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy, bước chân vào đời chứng nhân tin mừng. Người cha biết con yêu đuôi, xin cho con niềm phó thác và lòng trong cây. Xin cho bạn Chúa ngự trên tôi, và Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Đúng như thánh Augustino đã từng nói, với anh em tôi là Kitô hữu và cho anh em tôi là linh mục. Nhưng có lẽ thân thương nhất là những con người như Ái, Ngọc, Nhân, Đức, Phú, Uy, Nam, Trung đã cùng thao thức với cha, chia sẻ với cha nỗi niềm của người ra đi trong suốt đêm 21 tháng 10. Và cha đã tâm sự, có những hoàn cảnh như thế này mới hiểu, mới thấy được tấm lòng của nhau. Từ lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 1999, hừng đông rạng lên từ phía biển, soi tỏ làn sóng người đến tiễn chân cha. Đồng tiến toát lên bầu khí lễ hội hiếm có, những ánh mắt, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, tất cả như đan chéo vào nhau trong giờ phút chia tay. Và cha đã từng tâm tình, mới biết được tấm lòng của giáo dân đồng tiến thì lại phải ra đi. 9 giờ, giờ phút mà cha phải lên đường để đến một xứ đạo mới, tiếp tục làm thiên chức của một linh mục là mục tử, là ngón tay trỏ của Đức Kitô, là kẻ say mê Thiên Chúa và say mê con người. Những chiếc xe nối tiếp nhau và lăn bánh như chuyên chở nỗi buồn và niềm vui. Quả như vậy, vì sau niềm vui đó là sự hy sinh. Cuộc đời bao giờ cũng thế, nhất là cuộc đời của một người tu sĩ. Niềm vui và nỗi buồn đan chéo vào nhau,
và chính ở đó là ơn gọi đặc thù của người tu sĩ. Tình Chúa nơi nơi, sống tin mừng khắp nơi, đem niềm vui về cho mọi người.